mục kể chuyện ma có thật trên kênh TVH TV hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện Ngôi nhà có ma. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện này xảy ra cách đây 11 năm, trong thời gian gia đình mình mua nhà tại ngõ hẻm rất sâu và ngóc ngách. Bố mình muốn tìm và mua nhà để ở riêng thì cũng mất một thời gian ngắn và tìm được ngôi nhà máy bằng có một cái gác xếp bé nhìn rất xinh xắn. Bố mẹ mình rất ưng ngôi nhà đó. Tối hôm sau, bố mẹ đến nhà đấy để xem nhà và hỏi thêm giá cả của ngôi nhà. Mình cũng đi theo và được biết gia đình nhà đấy hiện đang chịu tang người bố. Ông ấy mất được mấy tuần, ông mất vì tai nạn công trường. Đang để tang chưa được 49 ngày thì người đứng lên bán ngôi nhà là dì Hai, nghĩa là mẹ kế, và hai người con trai ruột của ông đấy. Muốn chia tài sản nên ông ấy mất chưa được lâu, ba mẹ con quyết định bán nhà. Bố mẹ mình lúc đấy cũng còn trẻ tuổi, chỉ nghĩ mua được ngôi nhà xinh xắn và giá cả phải chăng là ưng thuận mua luôn. Ngày đầu tiên nhà mình dọn đến nhà mới, mẹ mình đã làm lễ và cúng, dọn bàn thờ để đặt bát hương ông thổ công thổ địa vào nhà mới. Cúng xong xuôi, mình là đứa con gái, dọn dẹp đồ sắp xếp mọi thứ rất vui và mệt nữa. Đêm hôm ấy, ngày đầu tiên ngủ nhà mới, bố mẹ và đứa em gái nằm dưới nhà, còn mình thì nằm trên gác xếp nhỏ. Lúc đấy mình bật đèn sáng trưng vì nghĩ nhà mới mình lạ không quen và cũng không ngủ được. Có linh tính gì đấy không yên, mình cứ nhắm mắt lại thì lại nghe thấy có tiếng bước chân chạy huỵch huỵch rất là khủng khiếp trên sân thượng, như kiểu đuổi bắt một ai đấy. Mở mắt ra thì lại không nghe thấy gì nữa, và sự tình cứ lặp đi lặp lại hai lần như vậy. Vì sợ quá, trời mùa hè nóng bức, mình thấy sợ, mang chăn ra đắp trùm kín khắp người và bịt tai cố gắng ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy, mình kể ngay cho mẹ nghe những gì hôm qua nghe thấy trên sân thượng, và mẹ mình cũng nói là cũng nghe thấy có tiếng bước chân chạy. Hai mẹ con đều nghe thấy những tiếng động lạ. Rồi buổi trưa lúc ăn cơm, hai mẹ con ngồi kể lại cho bố mình nghe, thì bố mình lại bảo là tôi ngủ tôi chẳng nghe thấy gì cả, chắc là hai mẹ con lạ nhà đấy thôi, không có chuyện gì đâu. Bố mình là người cực kỳ cứng bóng vía nên không tin chuyện ma quỷ của hai mẹ con kể lại. Bố đã trấn tĩnh hai mẹ con. Đêm thứ hai, mình ngủ ở nhà đấy, mình lại ngủ rất ngon, không nghe thấy tiếng gì cả. Tưởng chỉ có thần hồn át thần tính, nhưng lần này người nghe thấy bước chân đấy lại là bố mình, chứ không phải là mẹ mình và mình nữa. Bố mình kể lại đã nghe thấy tiếng động như vậy. Lúc đầu nghe thấy vậy, bố tưởng trộm. Bố đã chạy lên sân thượng xem, nhìn xung quanh, hai nhà bên cạnh không có gì cả. Hai nhà bên cạnh cũng đều là nhà mái bằng. Bố lại đi xuống tắt đèn, nhắm mắt lại thì lại nghe thấy tiếng đi. Bố đã thấy bực rồi, bố mình cầm dao, không mở đèn, rình rình và đi rất chậm. Rồi bất thình lình mở cửa thật nhanh, nhưng lại nhìn xung quanh và chạy ra giữa ban công xem tất cả những ngóc ngách thì không thấy một cái gì hết. Bố mình lại đóng cửa và đi xuống hút thuốc một hồi lâu, rồi đi vào giường nằm ngủ tiếp. Cứ nhắm mắt lại nghe thấy tiếng huỳnh huỳnh chạy như vậy. Sáng dậy, bố kể lại cho cả nhà hoang mang lắm. Bố bảo chắc bà này bán nhà đi không cúng, báo lại cho ông nhà biết, để rồi ông ta không biết về nhà thì bị thổ công nhà mình đuổi ra khỏi nhà. Và đêm thứ ba, cả bố mẹ và mình đều nghe thấy tiếng bước chân chạy. Mẹ mình nói bố dẫn lên sân thượng thắp hương và kêu xin ông đừng dọa gia đình cháu nữa. Cô chú đã bán lại cho nhà cháu số tiền như thế này, và chú hãy tìm về nhà mới, tìm về nơi vợ con của chú đang ở. Bây giờ nhà này là nhà của chúng cháu mới mua và đã được sang tên đổi chủ. Cháu xin khất chú 3 ngày, cháu sẽ làm lễ và đốt bằng số tiền cháu mua ngôi nhà chú gửi xuống cho chú. Thắp hương xong, bố mẹ mình xuống nhà và đi ngủ thì không nghe thấy một tiếng động nào nữa.
Ngày hôm đấy, mẹ mình thuê thầy cúng về, số tiền mua nhà bao nhiêu thì đốt số tiền vàng mã gửi xuống âm phủ cho ông bấy nhiêu. Từ đấy trở đi, gia đình mình sống không có một chuyện gì xảy ra và cũng ở đấy được 3 năm rồi lại chuyển đi nơi khác. Sau vụ việc đấy xảy ra, cả gia đình đều sợ và tin thế giới tâm linh là có thật. Thế mới nói, chết đi không phải là kết thúc. Người thân đã mất, nhưng luôn thường xuyên về thăm con cháu. Thân xác họ tuy mất, nhưng tình yêu thương che chở thì vẫn còn.